Ui, người nhện có mấy cái bộ quần áo ở trong cái trò chơi này đẹp thực sự mọi người ạ. Nhìn này. Wow. Mặc bộ này tôi sẽ ăn đạn rất nhiều. Ôi, Kamen Rider này. Thằng cu này hồi học cấp 2 chắc hay bị bắt nạt. Đây rồi. Bộ này là bộ đẹp trai. Trai thì mới có nhiều đứa. Thực ra thì mình đã mê Spider-Man từ ngày còn bé rồi. Và cũng đã thử làm về Spider-Man trên kênh mình một vài lần. Nhưng mà như bao nhiêu những cái video mình làm về các siêu anh hùng ở trên kênh mình, nó đều có một cái kết cục không mấy tốt đẹp. View thấp, vibe. Ok ạ. Thế quái nào mà tôi lại phải đi bộ nhỉ? Khỏi phải nói thì anh em cũng biết rằng nơi tôi đang sống là một cái thành phố diễn ra tội ác hàng ngày. Và việc của một siêu anh hùng như tôi là phải ngăn chặn những cái mối hiểm họa diễn ra trong thành phố của mình. Đúng vậy, không phải cảnh sát, mà là tôi, Spider-Man. Có nhớ chưa? Ok con này. Nhờn mày đấy à? Không, mấy vấn đề này các bác cứ để em, nhờn nó quen. Kể ra là từ nãy giờ người nhện tôi cũng cho các bạn đi ngắm đường ngắm phố cũng nhiều rồi. Trêu chọc người thì cũng đã có. Vậy trong cái video ngày hôm nay, ngoài việc mong chờ cái thằng chủ kênh nó không biến tôi thành một cái trò đùa, thì cũng rất hy vọng những người xem video ngày hôm nay có thể like video này và đăng ký kênh, để cái thằng cu chủ kênh nó thể làm về tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Cảm mọi người rất nhiều. Tôi thì hôm nay đang đi làm nhiệm vụ thôi. Nhưng mà đang đi là cũng gặp một cái loại tội ác anh em ạ. Anh em nhìn thằng thanh niên kia kìa. Đấy, những người như thế tôi thường gọi đó là thanh niên đa cấp nhá. Đấy, các bạn nhìn cái thằng cu ở giữa kia đấy, mặc vest các kiểu á, mồm thì liến thoáng, nói không ngừng. Sau gặp mấy cái thành phần người như này, anh em né ra cho tôi, cẩn thận mất tiền oan đấy. Vẫn cứ nói, nhìn cái là biết ngay phường bất lương rồi. Thôi đi ra khỏi đây thôi, tôi ghét nhất là mấy cái thanh niên đa cấp đấy. Dự án lần này chúng ta lãi tận 3.000 tỷ. Mà thôi tôi không cần. Các cậu lấy số tiền đó để mua khoai sắn, cứu bọn trẻ ở trên vùng cao đi. À, đừng quên lấy tiền mua áo ấm cho bọn trẻ con ở sa mạc nhé. Nhiều khi nhìn bọn nó co ro vì lạnh tôi cũng thương. Mà cũng không làm gì được cả vì dạo này sức khỏe yếu. Hôm qua tôi đã hiến đi đôi mắt của mình cũng như là hai quả thận để cứu những cái trẻ em khó khăn hơn. Mà thôi, không than vãn nhiều nữa. Hai cô cậu giúp tôi đi làm mấy cái việc còn con đó đi, nhờ cả hai cậu nhé. Sếp quả là người tốt, Spider-Man chắc chắn sẽ tự hào về sếp. Ôi đấy là idol của tôi đấy. Hy vọng là một ngày nào đó anh ấy sẽ nhìn nhận vào cái sự cố gắng của tôi. Người đã luôn noi theo anh ấy để biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi mới nghe nói là có một cái vụ cực căng diễn ra ở đây này mọi người này. Và như thường lệ tôi sẽ phải có mặt ở đó trước mấy ông cảnh sát. Hoặc là mấy ông cảnh sát toàn chờ tôi làm xong hết rồi mới bắt đầu đến ấy. Đây rồi, theo như là những cái radar thông báo thì đây chính là nơi diễn ra cái vụ việc mà tôi cần phải xử lý này. Mấy ông này đứng làm cảnh mà. Ui trông thằng này mạnh quá anh em ơi. Ơ nhưng mà mạnh thế mà vẫn phải chạy trốn khỏi tôi nhỉ. Thôi rồi nào, đứng lại nào. Thằng cu này nó có tốc độ nhanh mọi người ạ. Cái thứ nó đang sử dụng không phải là động cơ của Lamborghini hay là động cơ của Ferrari. Những cái thứ đấy thì tôi hoàn toàn có thể bắt kịp được. Nhưng mà động cơ thằng này đang dùng có vẻ như là động cơ của một chiếc tên lửa. Nó vọt đi nhanh quá. Ôi không biết là đóng được nhiều thuế chưa, mà bây giờ đi phá hết cả đường xá nhà cửa người ta như này. Cái thứ đồ phá hoại. Tôi bắt đầu thu được ngắn khoảng cách với thằng cu này rồi. Mày còn chạy được đi đâu nữa? Ôi mất mặt quá. Thằng cu này nó vẫn cứ chạy trốn tôi từ nãy đến giờ. Thực sự nó nghĩ rằng nó có thể chạy trốn được tôi anh em ạ. Đây rồi, lần này thì không thể nào mà sổng được. Ôi, vẫn chống trả cơ á. Ủa, cái sức mạnh gì nữa. Rồi, cựa đi. Ôi rồi dãy thoải mái. Nói chung là đuổi mãi mới được anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ giao lại cái thằng này cho cảnh sát. Đấy, đơn giản thế thôi. Thế là loại trừ được một mối hiểm họa cho thành phố rồi. À đây, mấy đồng chí cảnh sát của thành phố đấy rồi. À, nói chung là về tập luyện thêm, rồi là ăn uống thêm. Và những người trông hơi còi này làm sao mà bắt được tội phạm. Đấm cho phát. Tôi thì là người đã cứu thành phố rất nhiều lần, cho nên để mà nói tôi là một người khá nổi tiếng ở trong cái khu dân cư, anh em hiểu không? Chào anh bạn nhá, ai cũng quen tôi hết, đấy thấy chưa? Từ người già đến người trẻ, ai cũng coi tôi như là một thần tượng. Thằng dở hơi. Chính vì những tình cảm của người dân thành phố dành cho tôi như vậy, cho nên tôi luôn quyết tâm bảo vệ họ đến cùng. Dù đôi khi tôi có hay quậy phá và phá hoại của công, một số người cũng đã vì những cái trò đùa của tôi mà phải nhập viện. Nhưng sự thật thì không thể chối bỏ, tôi vẫn luôn luôn là một người được yêu quý ở trong thành phố. Thỉnh thoảng tôi được hưởng những cái đặc ân như là bơi miễn phí này.
Mày bị điên à? Thỉnh thoảng mình còn được mời tham gia vào những cái bữa ăn sang trọng tại những cái khách sạn người ta gọi là cái khách sạn 5 sao, những cái khách sạn đắt tiền cơ. Cái quái gì nhở? Cút ra ngoài! Mặc bộ người nhện vào thì tôi là một siêu anh hùng, ai ai cũng phải nể trọng và sở hữu một sức mạnh to lớn. Tháo bộ người nhện, tôi là một thằng mọt sách. Trẻ con nhìn thấy tôi cởi bộ đồ người nhện là tắt tivi luôn, không ai ưa tôi cả. Và thế là tôi luôn luôn phải nghe ngóng xem ở ngoài có ai làm việc xấu không là tôi phải đu đến ngay. Ai lại muốn làm mọt sách bao giờ? Nào, thằng nào lại đang cướp ngân hàng đây? À, thằng này vừa hôm trước tôi mới bắt nó xong, hôm nay đã vượt được ngục ra rồi à? Ăn cắp ăn trộm, thằng này lừa đảo cháo đồng hồ. À, hôm nay nó bật lại này. Ồ, nào nào nào, đừng để nó chạy. À, định chạy đi đâu à cụ? Ái da, hảo hán quá nhở. Ôi, đau quá nhở. Tự nhiên tôi đi trêu tội phạm làm gì không biết, đấm vào cổ họng tôi mất rồi. Thôi được rồi, thích chơi gì? Bây giờ chúng ta hãy xác định được rằng đối thủ của chúng ta là một cái nhân vật không hề là bình thường. Không có cái thằng nào yếu mà lại được mặc cái bộ đồ đẹp như của thằng này cả. Ủa đấy, cái gì nhở? Sức mạnh thằng này là sức mạnh từ trường. À thế là hóa ra lần trước tôi bắt được nó cho cảnh sát chỉ là tôi ăn may thôi. Thực chất là nó quá khỏe để có thể bị bắt một cách dễ dàng như vậy. Đây rồi, ngay lúc này. À, tôi tìm ra cách rồi. Bây giờ tôi đã tập trung né những cái đòn nó tung ra trước này. Sau đó khi mà nó nghỉ để tích tụ năng lượng á, chúng ta gây choáng, sau đó là xông vào tấn công sau. Ngay lúc này rồi. Rồi phá luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, mọi thứ lại đơn giản ngay lập tức mà. Mấy cái thằng người xấu này tôi bắt hàng ngày các bạn. Quá ư là cùi bắp luôn, không có gì phải... Ok, đã bắt đầu thoát được ra à? Ủa, vẫn chưa xong á? Thôi rồi, tôi quyết định là sẽ không nhờ mấy thằng thanh niên này nữa. Lần này mày không thoát được đâu cu. Thằng người xấu này thì đang kể cho tôi một vấn đề, đó là nó đang bị một kẻ khác đe dọa, cho nên là nó mới phải làm những cái việc này. Thực ra là tôi cũng muốn hai đứa ngồi xuống để có thể nói chuyện một cách bình thản, xem vấn đề đang là gì. Nhưng mà đã đánh nhau rồi, lỡ đánh nhau rồi phải đâm lao phải theo lao thôi. Nốt bên này nữa xong này. Rồi đây, chắc là đoạn này là xong rồi này. Ok, xong thật rồi. Ôi anh em ạ, tôi vừa phát hiện ra được một điều. Các bạn đừng quan tâm, đừng quá lo lắng về việc đấy. Ban nãy khi có đấm nhau với tên áo vàng, hắn có nói rằng những cái việc hắn đang làm là bị ép buộc. Cho nên là tôi đang có một cái giả thuyết trong đầu, đó là hiện tại đang có một tổ chức rất lớn đang thao túng những cái kẻ xấu, đang làm loạn ở cái thành phố nơi tôi sống. Và sẽ không phải là ai khác mà chính là tôi. Sẽ phải đi tìm ra chân lý của sự việc đó là gì. Đây rồi anh em, tôi đang có mặt ở một cái tổ chức mà tôi nghi rằng đây chính là nơi mà tôi cần phải tìm đến. Nhưng mà từ từ đã, cái bọn này nó nhiều súng ống quá nhở. Thôi từ từ đã, thay lại cái bộ quần áo cái. Chọn màu, đây rồi, màu trắng là sẽ không bị bắn này. Rồi, đẹp trai ngay. Nói chung là cũng mất công thay đồ, cho nên là nhiệm vụ lần này làm chắc chắn là thành công. Chán không? Không sao các bạn, chuyện đâu còn có đó, thất bại là mẹ thành công cơ mà đúng không? Ngu dốt. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same.
Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if he won't take a lazy day. Wifey when me told me take a break. I keep going to the pick straight. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I get. À đây rồi à, bây giờ cảnh sát người ta mới đến à? Tôi đấm nhau liên tục từ nãy giờ bây giờ mới đến. Cũng đúng như những gì mình đã trình bày mọi người rồi đấy. Đó là cảnh sát ở cái vùng này này. Cứ khi nào hết nhiệm vụ thì người ta mới xuất hiện thôi. You know we can't have vigilantes trespassing or doing illegal searches. Yeah, I know. Which is why I brought a warrant. So what do you say we do some perfectly legal searching? Cái gì? I like the sound of that. Anh Giai này muốn hợp tác với mình à? Oh, lần đầu tiên cảnh sát trong cái khu vực này muốn hợp tác với tôi mọi người ạ. Anh Giai này tên là Davis à? Ok, cùng nhau rà soát khu vực này nào anh Giai. Mà mời mời anh vào trước. Bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it. 'Cause all I want